Một câu hỏi người học tiếng Anh thường xuyên đặt ra là học bao lâu để có thể đạt 6.5 IELTS? Và hôm nay mình sẽ đưa ra câu trả lời. Các bạn sẽ mất khoảng 3 đến 9 tháng để đạt 6.5 IELTS theo mức chuẩn quốc tế. Các bạn sẽ mất 3 tháng nếu các bạn đang ở mức 5.5 IELTS. Các bạn sẽ mất 6 tháng nếu mà các bạn đang ở mức 4.5 IELTS. Và nếu bạn là người hoàn toàn chưa biết gì về tiếng Anh, hoàn toàn mất gốc tiếng Anh thì sao ạ? Các bạn sẽ mất khoảng 9 tháng. Các bạn sẽ học theo lộ trình 3 khóa học. Thứ nhất là khóa Foundation, là nền tảng. Khi mà các bạn đã làm chủ được cái khóa Foundation trong 3 tháng, các bạn sẽ học tiếp đến khóa 5.5 IELTS, là sẽ mất thêm 3 tháng nữa. Và để đạt 6.5 IELTS chuẩn quốc tế trên toàn thế giới thì sao ạ? Các bạn sẽ mất khoảng 9 tháng cho cả 3 khóa học là Foundation, nền tảng, 5.5 IELTS và 6.5 IELTS. Nếu mà các bạn quan tâm đến lộ trình học vừa rồi ấy, thì hãy để lại số điện thoại để Trịnh Vân Anh Tiếng Anh sẽ liên lạc với bạn nhé. Trịnh Vân Anh luôn ở đây, sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ, đồng hành với các bạn trong con đường học tiếng Anh. Và nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào ấy, thì đừng quên để lại câu hỏi ở phía dưới nhé. Tôi sẽ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn ạ. Tôi là Trịnh Vân Anh Tiếng Anh.